rồi, đây là Hải, kia là Hồng. Hôm nữa rồi, đây là trang trại xương rồng. Ươm mầm nồi giống xương rồng. Rồi quay quay đi, quay đi, quay đi. Ông ơi. Cười lên đại ca ơi. Đang live stream. Pết pết pết. Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở vườn nhà mình. Hello bé tém. Hello bé Mạnh. Bé Mạnh. Bé Mạnh chào cả nhà. Nhỏ bằng bàn tay của bé tém thôi. Đại ca, cho em xem này, cho em xem có nét không này. Xem có nét này. Mờ lắm. Thì cũng được. Đại ca, cho em xem. Được. Wow. Trên sen dưới cá. Thank you.
đây, sen đá đây cả nhà ơi. Rất là xinh. Đây, bên em có rất là nhiều loại sen nha. À, dạ cảm ơn anh Hùng ạ. Sen đá em bán ở cảng Cái Mép, huyện Tân Thành, sau lưng trường học Tân Phước á. Anh chị nào gần chỗ em thì tới mua trực tiếp nha. Hoặc là em có ship, em ship từ nhà hàng Trần Long xuống Hội Bài. Sen đá này rất là dễ trồng, em có sen đá và xương rồng đây. Đây là cây em tự phối cảnh. Cây này nó chuẩn bị có hoa nè mọi người. Đây là cỏ ngọc, đây cỏ ngọc nó chuẩn bị có hoa. Đây là cái bút của nó đây. Đó, có xương rồng, đây là xương rồng. Chậu sứ rất là xinh. Có sen bự nữa. Có chậu hình. Đây là sen tứ phương. Sen tứ phương đỏ nha cả nhà. À, Mạnh Hùng ơi, sen đá mà chưa vô chậu á, là từ 15.000 cho đến 70.000 một cây. Từ 15.000 cho đến 70.000, nhưng mà trung bình khoảng từ 20 đến 25.000 bên em rất là nhiều. Đó, 15.000 cho đến 70.000 tùy cây nha anh Mạnh Hùng ơi. Đây là cây này gọi là sen đá tứ phương đỏ. Đây là cây lớn của nó đây đó. Cây nó trẻ ra ba nhánh tứ phương đó. Đây là cây sen nhỏ đây. Sen tứ phương nhỏ đây đó. Khi mà nó chúng ta trồng nó lớn lên là nó lại nhảy nhánh giống như cây bự này đây. Sen này là gọi là một loại sen may mắn. Anh chị nào mua hàng bên em chia sẻ trên các hội dân Tân Thành thì em sẽ khuyến mãi nha. Em sẽ tặng sỏi trắng này để trang trí hoặc là đất trồng sen. Mua nhiều em sẽ tặng thêm sen. Đây là những cây em phối cảnh đây. Đây là cây sen to vô chậu đất nung màu trắng. Sen hoa hồng đen. Đây là chậu này phối cảnh lên đây. Có 5 loại cây. Có 2 bông sen. Một cây lá tím và một cây lá đỏ này là. Hoặc là cây sen to này. Trời rất là to. Rất là nhiều loại. Hoặc là chậu đất nung hình con heo. Đó, bên em có chậu đất nung hình con heo. Sen này đang nhìn mọi người rất là nhìn rất là dễ thương. Đây. Đó, em quay cận cảnh cho mấy anh chị. Nhìn cái bông sen là rất là đẹp. Như một ánh hào quang vậy đó. Xanh rồi xám rồi viền hồng. Mà hồng nó màu nó rất là xinh. Đây là sen dù đây, sen dù. Đây, nó chuẩn bị nhảy lên những cây. Chuẩn bị có hoa luôn. Đó, cái cây mới trồng hồi bữa mà giờ nó nhảy lên 4 nhánh nè. Rất là xinh. Hoặc là cái cây này. Cây sen này nó đã có hoa rồi đây. Đó. Hoặc là sen kim. Sen kim loại to. Sen kim loại to đây là loại sen đôi nha. Một cây nhưng mà nó được là đôi luôn. Sen kim nhìn nó rất là đẹp. Những người chơi sen thì những cây này rất là đẹp. Đó, hoặc là sen chậu sứ. Chậu sứ hình bông hoa rất là xinh. Đây. Chậu sứ, sen chậu gỗ, cái chậu gỗ này nhìn cũng rất là xinh. Đây là chậu gỗ nha. Đó, chậu gỗ nhìn mọi người nhìn bông sen nó rất là đều cánh này. Ở trên nó có một cái chấm hò đỏ. Màu xanh rất là đẹp. Hoặc là bông sen. Những loại sen này đây rất là đẹp. Sen bên em. Em ở cảng Cái Mép. Hoặc là đây là sen bắp cải. Đây là những cái lá. Bữa nhập về. Là những cái lá trong đây là nó chưa có là bây giờ đúng không. Nó nãy. Vô ngoại coi tivi đi con. Ừ, vô ngoại nằm đi. Nè, đây bông hoa này rất là xinh. Em mới tưới nước nó. Em lấy miếng khăn giấy em chấm lại cho mọi người xem rất là xinh. Đây rất là xinh nha cả nhà ơi. Rất là xinh. Đây là chậu này phối cảnh này. Cái chậu này chuẩn bị nở hoa luôn á. Sen trong đây. Xương rồng.
cỏ hoa hồng. Đây có chuẩn bị nở hoa nha. Bây giờ là em đã chụp hình này đăng lên trên trang cá nhân của em rồi. Mốt nó lên hoa em sẽ chụp cho mọi người nhìn thấy, nó rất là đẹp. Hoa cây cỏ ngọc này là màu vàng nha, rất là xinh. Cây này đâu bữa thấy tới 2 búp lận, một búp rồi, rất là xinh. Đây à, rất là nhiều loại, bên em rất là nhiều loại. Rất là nhiều nha, mấy anh chị có thể có xương rồng ở nha, mấy anh chị có thể tới trực tiếp bên em mua, hoặc là có thể inbox cho em những loại cây này. Rất là, đây là sen thơm. Cái cây này là sen thơm, mùi thơm rất là nhẹ. Còn cây này là cây đô la, đó là một loại cây may mắn. Nghe cái tên nó không là mình cũng cảm giác mình thấy nó may mắn rồi. Nghe cái tên của nó không là đã thấy may mắn. Nó rất là nhiều. Đây là cỏ, những loại cỏ hoa hồng đây rất là xinh. Nhìn in hình như một bông hoa hồng. Chúng ta mua về chúng ta có thể tự trang trí đây. Nó nhím. Chia sẻ vào để mua sen đá được nhận quà nha mấy anh chị ơi. Chia sẻ vào mua sen đá để được nhận quà. Chia sẻ vào để được mua sen đá nhận quà nha. Em ở cảng Cái Mép, huyện Tân Thành. Anh chị nào gần ở đây thì có thể tới trực tiếp nhà em để mua sen. Rất là nhiều loại, bên em rất là nhiều loại, rất là đẹp. Đây sen long do tưới nước đó, nó bị lên cái bụi, nó bám vô luôn, cái lông của nó dính vô luôn. Sen nâu, sen viền hồng, rất là xinh. Sen cánh bướm dày đây, sen màu xanh trong veo. Nhiều loại rất là xinh. Chia sẻ để được nhận quà nha mấy anh chị ơi. Bông sen hoa hồng đây, nhìn cánh nó rất là giống cái bông hoa hồng luôn. Đây cái nhìn cái cây sen này anh hình như bông hoa hồng đây. Cánh rất là dày. Đây sen màu trắng trong. Chậu rất là to. Bên em có chậu nha. Chậu hình vẽ đây. Đây là chậu gỗ, bên em có các loại chậu đây. Đây là chậu gỗ. Chậu sứ hình con heo. Chậu sứ tròn, chậu sứ bông hoa, chậu có chậu sứ hình con này con kia nhưng hiện tại bên em đang hết. Chậu sứ hình cây núm nè, chậu xi măng rất là xinh, chậu xi măng hình trái tim. Có chậu đất nung hình vẽ nè. Đó, chậu đất nung hình vẽ. Chậu này là chưa có hình vẽ đây.
núi chưa đua ống là mình cuốn tôm với đầu sống á. Đâu có ai biết làm bánh xèo đâu. Bánh xèo đâu. Không cho mượn ly cơ hồn. Để chơi luôn đi. Ông Linh nè, ông mới qua đây nè, anh Hùng thấy không? Ông nhìn nè, ông có nói gì đâu. Nhìn đám rau muống của ba bị heo nó ăn nè. Buốt hết luôn. Đây, chậu vẽ nha. Cây sen đây. Rất là xinh. Mẹ hổ thì đợt đi chung mà tấu mà đồ bắt ở tù mấy năm rồi, 7-8 năm rồi, 5 năm rồi. Rồi hôm không biết có ấp hiện gì không. Thì ke ma tí hôm bắt tối nha, một cái một chỗ bà đi mình nói. Mẹ ông làm thằng gạo lắm kìa, ngoái kìa. Ông có chào mấy con dê của ta nó la, phải rồi. Ở đây có rất là nhiều loại. Đây là sen tứ phương đỏ, loại sen may mắn. Thank you.
Hay của em hả Bảo nhỉ? Có mời mấy đứa tụi Ninh bạc vô coi like nè. Có mời hết chưa? Coi sen đá đi bà con ơi, ai muốn mua gì lấy nè. Ai muốn mua loại nào? Anh Thăng coi không? Mời anh Thăng nhìn em cái. Thăng hả? Thăng nó là cái gì? Thăng vỏ hả? Sao không có thôi? Như lấy cây nào Như? Cây nào ạ? Cây ni heo. Trời ơi thôi đừng nha. Mày đừng có bơm hàng tao nha mày. Mày trời ơi nãy ông ngồi chạy thịt thịt với mình chị nè. Anh Cường đang coi hay gì vậy? Ừ. Anh Cường mua sen đá không anh Cường? Hình như anh Cường có chở Thanh qua đây rồi. Như ơi mày đừng có đừng phá chỗ mà ăn nha Như. Ê chắc mua cho mẹ nó hay quá hả? Mày dễ thương lắm mẹ. Mày vô mày đặt dâu rồi mày nói mày bơm hàng. Không, cái này được. Giờ mình bỏ vô cậu bự cho mẹ. Mua cho mấy hàng cậu nữa. Dễ chăm. Ừ. Bốc hơi lên á. Bốc hơi lên. Này đẹp nè. Bắp này đẹp đây nè. Ừ. Nhi ơi. Nhi thích mua cái nào Nhi? Cái này dễ thương nè. Có người xem. Sao biết? Đó nè. Kiểu like mà. Để trên nó để có mắt lưu luôn rồi. Có con mắt á. Không có ai xem hết. Ừ, nó mấy con này xạo.
Trời ơi, hai này dễ thương chứ rồi má. Sợ không có bán á mùa ơi. Bữa mùi lấy cái cây nào mùi? Ừ. Mùi đó anh sáng bán gì cây nào? Đây nè. Cái này sen nâu đúng không? Sen kiểu giống gì nè. Chắc mua cây này về cho mẹ quá. Thôi ai mua. Bỏ vô cái chậu sứ á. Cái hả? Mua đi. Đúng không? Mua đi. Em sáng về đi. Ai mua? Mua đi chị ba không? Ê quên, mời chị ba Hồng vô coi. Có mời mà. Vậy hả? Ở bên Củ Chi á em. Lát anh bóc chị đi, chị đưa địa chỉ cho em qua. Mai Phan Nhật Hà, em là chị. Hỏi đâu vậy chị? Ở bên đây đẹp lắm nè. Kiếm cái cây đó cho anh Minh đi. Anh nhớ cái hình của cây đó. Anh bỏ cầm đi. Đỡ cho anh Đạt á hả? Anh Đạt mua cái gì xương rồng sen. Như cái này.
Rồi tắt like đi, đâu ai xem đâu. Con bây giờ nên là mình có bốn cái hình đó. Giờ vô thử cho sợ. Tắt đi, tắt đi. Sao chưa có ai xem nhờ? Xin chào. Có ai xem không? Chào mọi người. Mình vừa lấy rất là nhiều hàng về xem đã. Ủa sao mình trực tiếp mà không cảm thấy không thể xem nhỉ? Có 3 người xem. Chào mọi người. Hàng về nhiều mẫu lắm. Mà toàn cái mới thôi mọi người ạ. Chơi mini game nhân cây nhá. À chị. Chị Mai khỏe không? Chị có về quê không?
Comment cho em xem mơ. Chào bạn thương lính. Khiếp mãi mới có người xem. Hello. Có ai không? Có ai không ấy? Mình nói một chắc. Thương lính. Em ơi, em có muốn nhận cây không? Cùng tham gia trò chơi với chị nhá. Chỉ cần like page rồi chia sẻ. Sau đó mình qua chơi mini game. Có ít người xem quá. Chia sẻ vô trang hồi chơi cho chị với. Chia sẻ nào. Cho sinh nhật con. Chào mọi người. Có bán ngay xem á. Hello. Mọi người đi. Hello Bunny, anh đi chơi cả rồi, nào thấy ai xem ạ? Chơi cho chơi để nhân cây em ạ. Comment 3 số bất kỳ của tờ tiền này. Comment 3 số bất kỳ. Một người có thể comment nhiều lần. Comment đến khi bố mà cảm thấy chán đi thôi. Đời mãi không thấy ai xem. Trời ơi, nó mất chán quá này. Ảnh đi chơi chắc mình ngồi đấy. Vào chơi cho chơi nào mọi người. Một người xem, một người chơi. Cho chơi rất là đơn giản. Chỉ cần comment 3 chữ số. Comment có thể comment nhiều lần. Đến khi nào chán thì thôi. Khi nào trúng thì mình báo nhá. Comment 3 số của tờ tiền. Em ơi, vừa trước chị chơi có mấy cái mà chị chơi comment có mấy lần mà trúng váy của shop kia. Đơn giản mà. Hên xui. Làm gì đấy bông? Không đi chơi quá à con em? À, trách gì? Mình quên mở nhạc. Nào bông nào. Chào mọi người. Mình dành ra một tờ tiền 500.000. Mọi người comment 3. Comment 3 số bất kỳ. Comment 3 số bất kỳ. Comment 3 số bất kỳ của tờ tiền này. 3 số cuối. Comment khi nào. Đến khi chán đi thôi. Chúng thì mình sẽ báo nhá.
nhớ like page với là chia sẻ nữa, chia sẻ bài viết. À, em tương linh chơi rồi, ok. Chơi nào mọi người, cùng chơi nào. Để mở nhạc. Taxi bây giờ. Cười chị mà cười. Đã chia sẻ chưa? Không phải ít người xem đi. Tao nghĩ có lên Bình Yên Anh đi chơi vậy. Nhưng kiểu mà để quay video của Pek á, vừa xấu đỡ phải xem. Comment nhớ vào nào. Em còn duyên với 68 nữa. Chia sẻ bài nhóm mà tao chưa thấy ai xem cả. Chào mọi người. Ừ. Hay là để tao qua Facebook tao live stream nhỉ. Chào chết đi đâu đấy. Đang live gì rồi tráng kèo quá tao chơi mất. Muốn đi xem phim mà nghe nói ra phim chạy ha. Chạy ra. Đấy được. Qua Facebook hả? Sắp tắt quá. Thế à? Thế cơ. Có 4 người xem kia, mọi người cùng vào chơi mini game nào. Comment 3 số bất kỳ trúng đuối tờ tiền này mình báo trúng ấy. Thì đừng nhận cây nhá, để mình cho xem mình tặng cây gì nhỉ. Tặng cây này nhá. Cây này nhá mọi người. Qua tặng là tặng một cây sen đá viên đỏ. Ok chưa? Qua tặng là một cây sen đá viên đỏ. Mọi người ba comment 3 chữ số bất kỳ. Comment 3 chữ số bất kỳ nào. Em Trang Su, chào em. Trang Su ơi, có lấy cây không nè. Sinh rong sinh nhật nha mọi người. Thôi trời xem nữa. Chán thế. Để qua Facebook live stream nhá.
trừ thêm anh đi. Thôi bye bye, chào mọi người nha. Mình qua Facebook kiếm mình live stream. Thank you.